Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mây Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khu vực Tây thành phố Hồ Chí Minh được xem là vùng trũng giá bất động sản. Giá văn phòng hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh tăng kỷ lục, trung bình 57,71 đô la Mỹ 1 mét vuông. Anh vợ của ông Trịnh Văn Quyết trở thành tân chủ tịch tập đoàn FLC tại thành phố hồ chí minh ba chục thị trường bất động sản chính là khu đông khu tây và khu nam đang diễn biến khá khác biệt nhau trong những năm qua ở thời điểm hiện nay nếu so với mức giá của bất động sản trung tâm hay khu đông thành phố hồ chí minh thì bất động sản tại khu nam và khu tây thành phố hồ chí minh giá còn mềm hơn trong đó khu tây sài gòn vẫn được xem là vùng trúng giá bất động sản việc biến động tăng giá của khu vực này ổn định hơn so với các khu vực khác nguồn cung nơi đây cũng đa số đáp ứng nhu cầu ở thực Ghi nhận tại khu Tây và Nam thành phố Hồ Chí Minh, giá bất động sản không quá nóng như khu Đông. Mức giá trung bình tại các khu vực này đạt từ 50 tới 60 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí dự án. Cụ thể tại khu Tây vẫn xuất hiện căn hộ với mức giá trên dưới 47 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, một căn hộ Flora thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân đang chào bán 3,1 tỷ đồng một căn, 2 ngủ, 75 mét vuông. được xem là mức giá còn mềm tại thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm này. Trong khi tại khu Nam mặt bằng giá nhích hơn khu Tây, các dự án căn hộ hiện đều nằm ở ngưỡng giá 50 tới 60 triệu đồng một mét vuông. Chẳng hạn tại dự án Flora Panorama trong khu đô thị Mizuki Park 26 ha, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang chào bán các căn hộ ven sông hay dự án The Peak Garden đều đang ở ngưỡng giá là 50 triệu đồng một mét vuông. Nếu so với các dự án tại khu vực Phú Mỹ Hưng, mức giá này chỉ bằng một nửa và mềm hơn so với mặt bằng chung tại thành phố Hồ Chí Minh. Các căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã chào bán lên đến bình quân khoảng 100 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, khu Nam cũng mới trở thành khu vực khan hiếm nguồn cung thời gian qua. Hai tháng đầu năm 2022, tình trạng khan hàng ở Nam Sài Gòn đang ở mức đáng báo động khi chỉ chiếm 7% rổ hàng, thấp ngang ngửa khu vực trung tâm. Chính độ khan hiếm sản phẩm đã khiến cho mặt bằng giá khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tại khu vực phường Thảo Điền, phường An Phú, phường An Khánh, mức giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Nếu như trong năm 2021 giá bán cao nhất tại đây khoảng 100 triệu đồng một mét vuông, thì nay bình quân đã trên dưới 120 triệu đồng một mét vuông. Điểm nóng vẫn thuộc về khu Đông Sài Gòn, cụ thể là tại thành phố Thủ Đức, giá căn hộ cuối năm 2021 trung bình vào khoảng 85,6 triệu đồng mỗi mét vuông. Đơn cử như dự án The River Thủ Thiêm gồm 525 căn hộ, diện tích từ 54 tới 300 m2, chào bán giá thấp nhất là hơn 82 triệu đồng một m2 và cao nhất là khoảng 180 triệu đồng một m2. Theo các chuyên gia trong ngành, việc biến động tăng giá bất động sản tại các khu vực này trong thời gian tới sẽ còn tiếp diễn khi mà thủ tục pháp lý quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu cải thiện. Dự báo từ nay đến cuối năm, nguồn cung căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn nhỏ giọt, giá khó giảm. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài nguyên nhân nguồn cung khan hiếm khiến giá tăng mạnh thì việc chủ đầu tư dự án từ trung cấp lên cao cấp cũng khiến giá nhà tăng cao. Thống kê cho thấy hiện 59% là nhà cao cấp hạng sang, còn lại là nhà trung cấp, trong khi nhà ở bình dân không có dự án nào được tung ra. Điểm mấu chốt là nhà nước cần tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản, ông Châu nhấn mạnh. <laughs> Thưa quý vị, trên toàn thành phố, giá thuê văn phòng hạng A đã đạt mức trung bình là 57,71 đô la Mỹ một mét vuông, cao hơn 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và quay về mức giá năm 2020. Suốt nửa đầu năm nay, thị trường chưa có thêm nguồn cung văn phòng hạng A nào giúp giảm áp lực về giá cho khách thuê. Tỷ lệ văn phòng hạng A còn trống hiện đang ở mức 6,6%, thấp hơn 7,1% so với cùng kỳ năm 2021, khi thành phố bắt đầu giai đoạn giãn cách xã hội dài ngày. Giá thuê văn phòng hạng A ở cả khu trung tâm thành phố lẫn khu Nam Sài Gòn đều tăng nhẹ so với quý trước. Trung tâm thành phố nơi luôn khát mặt bằng cao cấp có giá thuê đạt mức 62,67 đô la Mỹ một mét vuông. Còn ở Nam Sài Gòn, văn phòng hạng A ghi nhận giá thuê 34,09 đô la Mỹ một mét vuông. Nhờ vào nguồn cung mặt bằng rộng rãi và phong phú hơn, Văn phòng cho thuê hạng B cho thấy tình hình hoạt động ổn định với giá thuê trung bình ở mức 33,79 đô la Mỹ một mét vuông, cao hơn năm ngoái 5,9%, nhưng lại giảm 0,7% so với quý trước. Lý do của việc giảm giá này là một số tòa nhà văn phòng hạng B ở khu trung tâm và vùng phụ cận giảm giá thuê nhằm hút khách thuê. Quý 2 kết thúc với tỷ lệ văn phòng hạng B còn trống là 8,2%, cao hơn 0,7% so với cùng kỳ quý 1%. Đa phần các giao dịch thuê lớn của thị trường văn phòng trong quý 2 cho thấy phần lớn khách thuê hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 44%, khai thác không gian làm việc chung 14%, xây dựng 13% và bất động sản 12%. Dịch chuyển 66% và mở rộng văn phòng 20% vẫn chiếm phần lớn các giao dịch thuê lớn trong thị trường. Trong đó 14% giao dịch thuê mới đến từ các khách hàng trong ngành bất động sản, ngân hàng và công nghệ. Mặc dù vậy, các xu hướng đến từ khách thuê tìm kiếm tòa nhà tốt hơn hay chuyển văn phòng khỏi khu trung tâm hoặc sắp xếp điều kiện làm việc linh hoạt cho nhân viên cũng phần nào giúp giảm tải cho thị trường. Ông Lê Nguyễn, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và Giải pháp cho khách thuê của Night Frank Việt Nam cho biết, với tổng nguồn cung hơn 400.000 m2, diện tích sàn cho cả văn phòng hạng A và B từ nay đến hết năm 2024, tỷ lệ chống cho cả hai hạng văn phòng dự kiến sẽ tăng lên gần 10%, sẽ đem lại nhiều lựa chọn chuyển đổi cũng như là mở rộng văn phòng trên khắp thành phố. Thưa quý vị, tập đoàn FLC vừa thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên trở thành tân chủ tịch. Đáng chú ý, ông Nguyên từng làm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ngành y tế, đồng thời là anh vợ của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Sau khi tổ chức bất thành đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất vào giữa tháng 6, tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội lần 2 thành công vào đầu tháng 7. Theo đó đã thống nhất để bà Bùi Hải Huyền giữ chức phó chủ tịch thường trực và ông Đặng Tất Thắng giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, đại hội cũng bầu bổ sung thêm 3 thành viên vào hội đồng quản trị, gồm ông Lê Bá Nguyên, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm trong đó ông Lê Bá Nguyên được bầu vào vị trí ghế nóng tân chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là chức vụ mà ông Trịnh Văn Quyết từng làm trước khi bị bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo giới thiệu, ông Lê Bá Nguyên sinh năm 1977, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý y tế. Ông cũng từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ y tế Hà Thành, công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm ATS và từng là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn FLC từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2017. Theo đại diện FLC, quá trình tái cấu trúc sẽ được đẩy mạnh trong năm 2022 thông qua nhóm giải pháp trọng tâm, đồng thời tái cấu trúc về mặt tài chính cũng như tài sản, nguồn vốn để đảm bảo khả năng vận hành xuyên suốt và ổn định cho các dự án chiến lược, đồng thời cơ cấu về nợ vay để đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả giữa FLC và các đối tác trong lĩnh vực ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, tân chủ tịch tập đoàn FLC cũng là anh ruột của bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết. Trên nhiều diễn đàn chứng khoán, việc FLC tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường lần 2 trong hôm nay đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn sau những sóng gió từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị phanh phui vụ bán chui cổ phiếu và bị bắt vì thao túng chứng khoán. Chốt phiên giao dịch ngày 1 tháng 7, cổ phiếu FLC tạm thời neo ở mức giá 5.800 đồng, tương đương với tăng 17% trong vòng một tuần gần nhất, nhưng giảm hơn 74% so với đỉnh lập vào hồi đầu năm là 22.550 đồng một cổ phiếu. Trong một diễn biến khác, cách đây gần một tuần, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC cũng đã thông qua việc thế chấp khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng OCB. <laughs> Trên đây là những thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, Minh Thu xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và yêu mến chương trình. Hãy bấm nút like và theo dõi kênh để cùng Mayland cập nhật những tin tức nóng hổi về thị trường bất động sản, kinh tế, kinh doanh và công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại.